kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê. Kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thi Thơ rất là vui khi được đồng hành cùng với quý cô chú, anh chị và các bạn để cùng chia sẻ những thông tin liên quan đến hôn nhân thực tế được nhà nước công nhận. Điều kiện thứ nhất, về hình thức thì người nam và người nữ phải chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 mà không đăng ký kết hôn. Điều kiện thứ hai, người nam và người nữ phải tuân thủ đầy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, thời điểm người nam và người nữ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng là ngày họ tổ chức lễ cưới hoặc ngày họ về chung sống với nhau được gia đình chấp nhận hoặc ngày họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến hoặc ngày họ thực sự bắt đầu chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Tiếp theo, Thi Thơ xin chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn những nội dung được trích từ luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn liên quan đến hôn nhân thực tế như sau. Theo khoản 2 điều 44 của Nghị định số 123 năm 2015, ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch có nội dung như sau. Đối với trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng. Thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên, nam, nữ. Bên cạnh đó, theo điều 17 của luật hộ tịch năm 2014, thì giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây. 1. Họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên, nam, nữ. 2. Ngày tháng năm đăng ký kết hôn. 3. Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch. Hy vọng những nội dung trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Thi Thơ thay mặt kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, chia sẻ và đồng hành với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Nếu những video trên kênh mang lại thông tin hữu ích thì rất mong quý cô chú, anh chị và các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và cho ý kiến bình luận để tạo thêm động lực cho kênh ngày càng hoàn thiện, phát triển và giúp nhiều người biết đến những thông tin này. Còn bây giờ, Thi Thơ xin mến chào và hẹn gặp lại với cô chú, anh chị, các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê.